Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo tổ chức diễn tập tổng hợp có bắn đạn thật của sư đoàn bộ binh 5, có sự phối thuộc của Đại đội Dân quân cơ động Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và Trung đội bộ binh vượt và cản nước của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước với các lữ đoàn binh chủng của quân khu. Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thể hiện được nhiều nội dung liên quan đến hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang quân khu. Dự chỉ đạo và tham quan diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Thủ trưởng các cơ quan quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu. Sau khi tình huống được phát đi, dựa vào thế trận khu vực phòng thủ thực tế địa bàn và kết quả quả lực của cấp trên, Trung đội vượt sông của Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước nhanh chóng cơ động từ khu vực tạm dừng, triển khai đội hình thành từng tổ, giữ đúng khoảng cách, tiến hành vượt và cản nước, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Trong thực tế chiến đấu, địch thường lợi dụng vượt cản nước để ngăn chặn thế tiến công của quân ta. Chính vì vậy, vượt và cản nước là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đánh chiếm, giữ chắc bàn đạp, bảo đảm cho cấp trên tổ chức đưa binh khí kỹ thuật vượt sông để phát triển chiến đấu. Với chiều rộng của dòng sông 500m, đòi hỏi sự phối hợp, huấn luyện, bộ đội, bảo đảm sức khỏe, dẻo dai, tinh thần, ý chí, quyết tâm cao, sự phối hợp giữa các binh chủng, nhịp nhàng, luyện tập một cách chặt chẽ, khoa học, cùng với hệ thống bảo đảm tham quan hình dung được toàn bộ cuộc diễn tập. Đây là một nét mới trong quá trình huấn luyện. Những tiếng nổ vang trời dồn dập của các loại quả lực hướng về các mục tiêu địch. Tin vui thắng trận sau những loạt đạn kết thúc liên tiếp được báo về trung tâm chỉ huy. Trên sông, sau khi đánh chiếm bàn đạp, các loại binh khí kỹ thuật nhanh chóng vượt sông bằng phà tự hành. Trên cạn, bộ đội các đơn vị nhanh chóng vận động tiến công cùng xe tăng áp sát tiêu diệt gọn các cứ điểm mục tiêu của địch. Đây là lần đầu tiên nhưng mà cái sự phối hợp giữa hai đơn vị thì thực hiện rất là nhịp nhàng, rất là đúng các cái tình huống trong quá trình huấn luyện và cũng như trong quá trình diễn tập. Thì đây là sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền địa phương và đơn vị. Trong quá trình đó thì cũng được sự giúp đỡ của cơ quan ban chỉ đạo, sứ đoàn và các đơn vị khác đã tạo điều kiện cho đơn vị chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tại cuộc diễn tập, các đơn vị tổ chức hành quân, rút quân chiến đấu, bảo đảm bí mật đúng đường, hướng, phối hợp hiệp đồng thực hành tốt các hình thức chiến thuật. Cán bộ chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, mục tiêu, chủ động khắc phục mọi khó khăn, vận dụng tốt kỹ chiến thuật vào điều kiện cụ thể, cơ động linh hoạt xử trí tốt các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật. Cuộc diễn tập năm nay, chúng tôi đưa các cái đơn vị trực thuộc quân khu như hành động chiến đấu của đặc công, của trinh sát đặc nhiệm, của bộ đội hóa học, của tác chiến điện tử cùng tham gia. Yêu cầu cuộc diễn tập năm nay là chúng tôi làm bài bản, chính quy, đầy đủ các bước. Đặc biệt là trong diễn tập chỉ huy cơ quan phối hợp chặt chẽ giữa hành động chỉ huy của sư đoàn bộ binh 5, đơn vị binh chủng hợp thành với các lữ đoàn binh chủng, với bộ đội địa phương, với bộ đội của các đơn vị của bộ tham mưu quân khu chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn mọi năm. Và đồng thời các cái hành động thể hiện rõ trong quá trình từng giai đoạn chiến đấu của đơn vị bộ binh. Qua cuộc diễn tập đã rèn luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của đội ngũ cán bộ các cấp, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, bản lĩnh sử dụng vũ khí trang bị, đặc biệt là một số trang bị mới để sẵn sàng tác chiến khi có tình huống. Đây được xem là cuộc tập dượt quan trọng để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức diễn tập cấp quân khu trong năm 2021